Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga vào Ukraina. Tổ hợp Iriste Ukraina gây sốc khi hạ hai tên lửa đối phương chỉ bằng một phát đạn. Tổ hợp phòng không Iriste do Đức sản xuất đang phục vụ trong quân đội Ukraina đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong việc đánh chặn các mục tiêu phức tạp như tên lửa hành trình Nga. Đáng chú ý là trong một trường hợp đặc biệt, tính năng hiện đại của tổ hợp phòng không tối tân này kết hợp với kỹ năng tính toán và may mắn của chắc thủ, thậm chí đạt tới xác suất bắn hạ mục tiêu vượt quá 100%. Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong một đơn vị phòng không Ukraine. Cơ quan báo chí của Bộ Tư lệnh phía Nam đã đăng tải một câu chuyện thực sự thú vị liên quan đến kiếp chiến đấu Iris T SLM của họ. Chỉ huy khẩu đội Trung tá Alexander, nguyên là chỉ huy hệ thống Buk M1 do Liên Xô sản xuất, Do những chiến công trong quá khứ mà sĩ quan này đã được giao vận hành tổ hợp IRIS-T SLM tối tân của Đức và tiếp tục lập nên chiến công khó tin. Chúng tôi sử dụng một tên lửa cho một mục tiêu, tức là hiệu quả đạt tới 100%. Chúng tôi thậm chí còn tiêu diệt được 6 tên lửa của đối phương bằng 5 quả đạn đánh chặn. Trung tá Alexander nói và tiết lộ thêm rằng 45 mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt bằng tổ hợp IRIS-T này trong 6 tháng qua tên lửa của Nga đã phát nổ sau khi bị đạn phòng không của chúng tôi bắn trúng và các mảnh vỡ của nó phá hủy thêm một tên lửa hành trình khác. Đồng thời, việc hệ thống IRIS-T chỉ được sử dụng để tiêu diệt tên lửa hành trình là một khía cạnh khá thú vị, có thể trực tiếp nói lên cơ cấu phân cấp rõ ràng trong việc sử dụng các phương tiện phòng không tùy thuộc vào loại mục tiêu. Hệ thống phòng không IRIS-T SLM do công ty TA Defense của Đức phát triển. Đây là một tổ hợp vũ khí mô đun được xây dựng trên nguyên tắc kiến trúc mở nhà sản xuất đã công bố thử nghiệm thành công một nguyên mẫu vào tháng 1 năm 2014. Tổ hợp này dựa trên tên lửa dẫn đường Iris super lach Đây là bản hiện đại hóa sửa đổi từ tên lửa không đối không Iris T, cũng do DA sản xuất. Nó được trang bị động cơ cải tiến, thêm kênh liên lạc, thiết bị định vị GPS và tầm chắn mũi mới giúp giảm lực cản. Tên lửa sử dụng phương thức dẫn đường chỉ huy vô tuyến kết hợp với hiệu chỉnh quán tính vệ tinh trong phần chính của quỹ đạo với việc thu nhận tham số mục tiêu từ đầu dò tìm kiếm hồng ngoại loại IIR trong pha cuối cùng hệ thống phóng thẳng đứng Iris-T SL được đặt trên khung gầm của một chiếc xe việt dã hạng nhẹ và cung cấp khả năng bắn trúng mục tiêu trong khu vực bao quát 360 độ với tầm bắn 40 km tầm cao 20 km theo giới thiệu từ nhà sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không Iris-T SLM được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng khỏi tên lửa hành trình Mẹ bay cánh cố định cũng như trực thăng tấn công của kẻ thù. Tên lửa Iris-T có thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm trọng lượng 87,4 kg, chiều dài 2,93 m, đường kính thân 127 mm, sải cánh 447 mm, lắp đầu nổ phá mảnh uy lực cao. Đầu dò hồng ngoại của tên lửa Iris-T có độ nhạy cao và chống lại được các biện pháp đối kháng điện tử của đối phương. Kết cấu thân cùng động cơ mạnh mẽ, trang bị vòi phun kiểm soát vector lực đầy giúp nó có khả năng chịu quá tải cực tốt đặc tính ưu việt khác của tên lửa Iris-T, đó là nó có khả năng bao quát phạm vi lên đến 360 độ do góc nhìn rất lớn của đầu dò. Phi công có thể chỉ định mục tiêu bằng mũ bay JHMCS, tính năng này vẫn rất hữu dụng khi phóng từ mặt đất. Tên lửa Iris-T có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng LOBL và sau khi phóng LOAL cho phép tiêu diệt hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Liên quan đến tình hình chiến trường tại Cớt, lần đầu tiên quân đội Ukraine công khai thừa nhận đã sử dụng hệ thống tên lửa cơ động cao nhiều nòng phóng loạt M142 Hima do Mỹ sản xuất để phá hủy các cây cầu và thiết bị kỹ thuật công trình ở tỉnh Cớt của Nga. Lực lượng nước này cũng tuyên bố đã sử dụng pháo Hima để phá hủy cầu phao bắc qua sông Seim. Ukraine công khai thừa nhận sử dụng tên lửa Hima của Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm mục đích cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của quân đội Nga đối với khu vực phía nam sông Seim trong khi thực hiện một cuộc xâm nhập qua biên giới quy mô lớn vào tỉnh Cớt của Nga. Giới chức Nga xác nhận, kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào miền tây nước Nga hôm mùng 6 tháng 8, ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Seim đã bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Lực lượng đặc biệt Ukraine hôm 21 tháng 8 đã tuyên bố trên tài khoản Telegram những cây cầu của Nga ở tỉnh Cớt vì sao biến mất. Các đơn vị đặc biệt chúng ta đã phá hủy chúng một cách chính xác cầu vào có thể đã được công binh Nga thiết lập từ ngày 14 đến 17 tháng 8 giữa khu định cư Zvanoe và Gluskovo. Cuộc tấn công xảy ra sau khi các lực lượng Ukraine phá hủy ba cây cầu bê tông bắc qua sông Seim, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga. Ukraine đã sử dụng HIMA. Tuyên bố nêu rõ quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực di động cao HIMA do Mỹ sản xuất, đây là lần đầu tiên Ukraine chính thức tuyên bố đã sử dụng vũ khí của phương Tây để thực hiện vụ tấn công chưa từng có này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc lại rằng cuộc phản công sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mọi mục tiêu của chiến dịch. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận trực tiếp về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh cớt của Nga, đồng thời nói chính sách của Washington không thay đổi rằng Ukraine đang chống lại các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, phía Nga luôn cảnh báo rằng việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến xung đột leo thang. Theo đoạn phim do lực lượng đặc biệt Ukraine công bố, một số cây cầu đã bị tấn công. Đạn chùm đã được sử dụng ít nhất một lần trong số các cuộc tấn công. Ukraine công bố video tập kích mục tiêu Nga ở kết bằng bom lượng GBU-39 của Mỹ. Theo tờ Kiev Independent, tướng Oleksiy đăng video cuộc không kích vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày 22 tháng 8 – Video quay cảnh cuộc tập kích với nhiều vụ nổ lớn tạo ra những cột khói màu trắng. Tướng chất thông báo một sở chỉ huy vận hành máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến điện tử, thiết bị, vũ khí và khoảng 40 quân nhân Nga đã bị đánh trúng trong cuộc không kích. Tiêu lệnh Không quân Ukraine không cho biết cụ thể kết quả vụ ném bom, vũ khí được sử dụng là bom lượng dẫn đường GBU-39 do Mỹ sản xuất. Loại bom này còn được gọi là bom dẫn đường cỡ nhỏ do mỗi quả chỉ nặng khoảng 110 kg. Đây là lần đầu tiên không quân Ukraine công bố thông tin về một đợt không kích sử dụng bom GBU-39 của Mỹ. Loại bom này cũng được quân đội Israel sử dụng rộng rãi trong xung đột ở giải Gaza. Không rõ không quân Ukraine sử dụng chiến đấu cơ nào để nắm bom GBU-39. Các chiến đấu cơ Mỹ như F-16 thường mang cùng 4 quả bom loại này trên một giá đỡ, Ukraine đã biên chế các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp kể từ đầu tháng này. Đòn bẩy trong đàm phán Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng viết trên mạng xã hội Telegram rằng tỉnh Cớt lần đầu tiên bị Ukraine tấn công bằng bệ phóng tên lửa do các nước phương Tây chế tạo. Bà viết trên Telegram, cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovo đã bị tấn công, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công và những người tình nguyện đã hỗ trợ sơ tán dân thường đã bị thiệt mạng. Phân tích chỉ ra rằng, các cây cầu bắc qua sông Seim bị phá hủy có giá trị chiến lược quan trọng. Việc phá hủy nó có thể ảnh hưởng đến việc sơ tán dân thường và vận chuyển binh lính nga cũng như vũ khí. Cố vấn của tổng thống ukraine ông Mikhail Podolyak cũng đã gián tiếp xác nhận trên telegram rằng cuộc tấn công vào các cây cầu trên sông Seim do ukraine thực hiện. Chúng tôi cần gây ra một thất bại lớn về mặt chiến thuật cho nga. Ông Podolyak cho rằng cuộc tấn công sang tỉnh Cớt của quân đội ukraine là nhằm mục đích tạo đòn bẩy đàm phán. Ông nói, ngoài các chiến thuật về kinh tế, ngoại giao, chúng tôi còn cần khiến người Nga phải chịu tổn thất quân sự nặng nề. Tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga bắt đầu được dùng để mua đạn pháo cho Ukraine. Trong thời gian vừa qua, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã tranh cãi kịch liệt về việc sử dụng khoản tiền từ tài sản bị phong tỏa của Nga ra sao cho thật hữu ích đối với Ukraine, đồng thời không trái với những gì luật pháp đã quy định những khúc mắc có vẻ đã được giải quyết khi cộng hòa xéc quyết định sẽ đi tiên phong trong việc sử dụng tiền lãi từ số tài sản bị đóng băng của nga đang nằm ở trên lãnh thổ châu âu như một phần sáng kiến hỗ trợ quân sự cho ukraine thông tin về việc sử dụng tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của nga nhằm giúp đỡ ukraine đã được bộ trưởng bộ quốc phòng cộng hòa xéc bà zana chenokova thông báo với giới truyền thông bà nhấn mạnh một phần tiền lãi từ tài sản Nga bị đóng băng trong các tổ chức tín dụng EU sẽ được dùng để mua đạn dược cho Ukraine. Một số loại vũ khí cụ thể sẽ được Cộng hòa Séc đặt hàng. Đây là điều mà Liên minh châu Âu quyết định. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc cho biết, nhiều số tiền nói trên mà dự án do nước này khởi xướng có thể được cấp thêm hàng trăm nghìn viên đạn pháo cỡ lớn mà lực lượng Ukraine cần. Bà Chenokova lưu ý, việc sử dụng tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraine là một bằng chứng khác cho thấy sự tin tưởng của đồng minh EU và NATO đối với Cộng hòa Xếp, cũng như sáng kiến cung cấp đạn dược mà Prague đưa ra. Bộ trưởng Chenokova nói thêm, đây là cơ hội duy nhất để hỗ trợ Ukraine bằng cách sử dụng chính nguồn tài nguyên của Nga, nhằm làm tiết kiệm ngân sách cho các quốc gia thuộc liên minh châu Âu. Chờ dừng lại ở việc mua sắm đạn dược bằng tiền của Nga, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc còn đang chuẩn bị ra mắt một số sáng kiến mới để cung cấp đầy đủ đạn pháo cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine trong năm 2025. Cụ thể, sẽ có tới 5 công ty vũ khí của Cộng hòa Séc cùng với một số nhà cung cấp từ nhiều quốc gia khác nhau thuộc NATO và Liên minh châu Âu. Họ sẽ tham gia vào dự án có tên gọi Sáng kiến 2025. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Ông San Lipatsky hồi đầu tháng 7 năm nay cho biết, chính quyền Prague đang tìm kiếm nguồn kinh phí để mua đạn pháo cho Ukraine trong khuôn khổ dự án nói trên. Tiền lái thu được từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa trong các tổ chức tín dụng tại châu Âu sẽ trở thành nguồn tài chính quan trọng cho sáng kiến nói trên, đặc biệt khi giá trị ước tính của khoản tiền này lên gần tới 211 tỷ euro. Tổng cộng, Liên minh châu Âu, các nước thuộc nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển thế giới G7 và Australia đã đóng băng khoảng 260 tỷ euro trái phiếu và tiền mặt của Nga. Như một phần của sáng kiến, trong năm 2024, Cộng hòa Xét bàn giao 50.000 viên đạn pháo vào tháng 8 và từ tháng 9 đến cuối năm, họ sẽ giao khoảng 80.000 đến 100.000 quả đạn trên một tháng. Tính cả năm 2024, Ukraine sẽ nhận được tổng cộng 500.000 quả đạn pháo. Cuối cùng, Ngoại trưởng Lipetsky tiết lộ thêm, hiện tại 18 quốc gia đã tham gia sáng kiến do họ đề xuất, trong đó có 15 nước đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng như phần đóng góp của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị đừng quên ấn nút like subscribe để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!